Alo, xin chào các bạn, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cũng như mọi ngày là đi làm trên đường Trường Sa này nè. Nhưng mà hôm nay là có một việc, có một sự kiện chứ. Đó, các bạn nhìn xa xa vẫn là cái cầu huyền thoại, cầu sắt là cái đường đầy xe lửa đó. Nghe tới xe lửa, đường này là nó song song với đường Lê Văn Sĩ nha. Thì là có một sự kiện ngày hôm qua vào ngày 10 tháng 12 vào lúc buổi chiều khoảng 15 giờ mấy đó, có một tai nạn rất là thương tâm ở trên tai nạn đường sắt á. Mà tai nạn đường sắt các bạn thấy là toàn những vấn đề hy hữu không, đúng không? Đó, cái đường sắt nó chạy rầm rầm vậy mà cũng có người mà đâm đầu vô đó mà tự giận thì không nói, nhưng mà có những trường hợp mà rất là thương tâm, giống như là những cái đường ngang ngõ tắc của đường sắt á, rồi không thấy á, đường sắt thì nó đâu có thắng kịp đúng không, rồi là không thấy hoặc là như thế nào đó, bất cẩn như thế nào đó để rồi là tai nạn, rồi là chết người, là các bạn thấy như thế nào. Rồi xe hơi cũng được, xe tải cũng có, nói chung là cái gì cũng xảy ra, cái gì cũng có. Thì hôm qua đó, cái đường sắt mình mới vừa đi ngang á, là có một vụ tai nạn chết người ở ngay cái giao lộ giữa đường Lê Văn Sĩ và đường sắt, chỗ mà phường 10 Phú Nhuận á. Nghe người dân người ta kể lại là lúc mà trong cái thời điểm mà xảy ra tai nạn đó là có một cặp vợ chồng là đang đi trên xe, xong rồi bắt đầu là cãi lộn như thế nào đó, bức xúc như thế nào đó, mà cô vợ đi xuống mà không hiểu đi xuống, lúc đó chắc đầu óc nó lang bang, nó bị sao á, mà lại là bị xe lửa tông vô, kéo đi là khoảng chừng 100 mét á, và chết tại chỗ. Và thấy ghê không? Những người mà ông chồng mà chứng kiến cái cảnh đó chắc là rùng rợn lắm đúng không? Mà không hiểu tại sao mà đi bộ đó nha. Đi bộ xuống, đi bộ chắc dùng dằn rồi là giận dữ lắm hay là như thế nào đó, hay là có cái ý đồ tự giận gì không, thì đó là cơ quan điều tra đang điều tra, đang coi như thế nào, hoặc một hai ngày nữa mình mới biết thông tin chính xác thì để coi. Nhưng mà tai nạn rất là thương tâm, mà thường thường tai nạn ở trong tai nạn xe lửa là còn là hy hữu không à, rất là hiếm xảy ra, nhưng mà cũng xảy ra, các bạn thấy không? Trong cuộc sống này cái gì cũng có thể xảy ra. Bây giờ là đi, mình cũng đi qua đường Lê Văn Sĩ này nè, nhưng mình đi cái đường này để mình đổ xăng cái, rồi bắt đầu là đi làm. Hãy quên, bị gì xăng cũng hết rồi. Thôi để nghe một đoạn nhạc nha. Trên những